Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình Mình là super và chào mừng quay trở lại với Xe Tiếp Sát Story, nhà máy ngoài vũ trụ Và các bạn, hôm nay hãy sốc lại tinh thần đi Tại vì kế hoạch của ngày hôm nay rất là dài hơi đấy Mình thậm chí là mình còn không biết là liệu mình có hoàn thành được kế hoạch của mình trong cái tập này không Nhưng mà chúng ta sẽ thử Và đừng quên lại ủng hộ series này Bằng cách đó là nhấn nút like và subscribe mình Cũng như nút chuông của mình ra những video tiếp theo và cũng đừng quên đó là các bạn chỉ còn có 4 ngày nữa thôi Để mua áo hiệu Thanos trước khi bùng kích các loài người Nên là hãy mua ngay bây giờ Cái link sẽ để dưới phần mô tả của các bạn nhé 4 ngày duy nhất nhé 4 ngày duy nhất rồi đấy Thôi Thì nói đủ về cái đấy rồi Hãy quay trở lại với tựa game này Và hãy xem kế hoạch tập này của chúng ta là gì nhá Ok thì kế hoạch của mình tập này đó là Chúng ta sẽ nâng cấp lên đời mới các bạn ạ Phải rồi đấy Các bạn không nghe nhầm đâu Mình không có nói nhầm đời mới về nâng cấp mới đâu mà chúng ta lên đời mới thật Mục tiêu đó là chúng ta nâng cấp đủ nguyên liệu cho cái máy này, cái thang máy ngoài vũ trụ này Để có thể mở khóa được đời 5 và đời 6 Nhưng đấy sẽ là một hành trình rất dài, các bạn nhìn thấy các bạn biết rồi đúng không? Chúng ta sẽ cần phải nâng cấp rất nhiều thứ Nhưng mà trước mắt ý, đó là trước khi để đón đầu với kỷ nguyên mới Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải tìm một cái nguồn năng lượng hiệu quả hơn dùng lá cây và lần trước thì chúng ta tìm được nguồn năng lượng là than rồi Tuy nhiên có một vấn đề này này các bạn ạ đó là than thì hiệu quả thật Nhưng mà cái việc lập trình nó đi lại quá là khó Và mình nhận ra sau những tính toán của mình đó là Nếu mà mình lập trình cho cái xe của mình đi lại để lấy than ấy Thì thực chất mình đặt cái băng truyền từ chỗ than truyền tải về đây Nó sẽ còn nhanh hơn rất nhiều Nên là tập này chúng ta sẽ cần phải đi tới tận chỗ đào than Lắp một cái băng truyền từ đấy để đưa chỗ than đấy qua băng truyền Về nhà và đưa nó vào cái máy phát điện nó là như thế đấy nhưng mà lại có một điều hay ho nữa xảy ra đó là nếu mình sử dụng những băng truyền bình thường này ấy, thì nó thường quá thường quá không ai dùng cái này cả mà chúng ta sẽ sử dụng băng truyền nâng cấp các bạn ạ sẽ sử dụng băng truyền nâng cấp và để sử dụng được băng truyền nâng cấp chúng ta sẽ cần phải nâng cấp lên một level mới và hãy kiếm đủ nguyên liệu sau đó mình sẽ quay trở lại ngay rồi bây giờ mình nghĩ là mình có đủ rồi đấy mình nghĩ là mình có đủ rồi và chúng ta có thể nâng cấp đúng như ý mình thì lên cái đời này các bạn ạ Chúng ta sẽ mở khóa được một loại băng truyền mới Đó là băng truyền MK2 Và băng truyền MK2 này thực sự ấy, là mình chưa biết là sức mạnh của nó sẽ ra làm sao Nhưng mình biết đó là MK2 chắc chắn sẽ nhanh hơn MK1 <laughs> Còn nhanh hơn bao nhiêu thì mình không biết Rồi bây giờ đã mở khóa rồi đấy Và hãy thử xem cái MK2 ra làm sao nào Ok nó sẽ ở cái phần Logistics Đây rồi Ồ oh, Nó đây để mình thử lắp vào luôn xem nó khắc bọt gì không nhá. Nào, tháo này ra, tháo MK1 ra. Tháo phát. Tại sao mình dùng cái MK2 này? Tại vì là mình khá tin là với cái tốc độ nhanh nhạy của nó ấy thì nó sẽ vận chuyển các đồ nhanh hơn nhiều. Ô, oh, nhìn xem, để ý xem, nhìn này. Ô! Oh, nhìn cái này là MK1 nhá. Cái này là MK2. Oh, nhìn nó khắc bọt không? Hẳn nào. Hẳn nào lên tận một cái đời mới thì mới làm được. <laughs> yes, và bây giờ có cái băng truyền MK2 này Và theo như thông số của nó ấy, tức là nó vận chuyển được 120 đồ vật trong một giây 120 nhá Và các bạn biết là cái chỗ nào mình cần ứng dụng cái đấy nhất không? Chính là chỗ này Cái chỗ này nó vận chuyển quá là chậm Thì bây giờ chúng ta hãy tháo cái này ra Tháo băng truyền MK1 đi Để nâng cấp thì băng truyền MK2 để, 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 để. Tháo ra ta Ui nhiều bê tông thế Rồi ok Và hãy lắp băng truyền MK2 vào Đấy rồi để xem nào, thế sao di chuyển kiểu gì nào Úi rồi úi rồi úi rồi <laughs> Ok nó sẽ vào đây nhanh thôi Và với cái tốc độ này thì cái máy này sản xuất bê tông cực kỳ nhanh Ok à, bắt tay vào cái công việc mà mình cần làm chính bây giờ Đó là mình cần phải đi đến cái mỏ than kia Và mình cần phải lắp đặt cái băng truyền MK2 này Để có thể truyền than về chỗ mình để từ đấy mình có thể sử dụng cái than đấy để mình có thể làm những việc còn lại và đây sẽ là một chuyến đi khá dài đặc biệt trong trường hợp đó là mình hiện tại chả biết là mình để cái mỏ than ở đâu mình có đặt cái beacon này đây này đấy các bạn nhìn thấy cái chỉ hướng đây không đấy chính là cái chỗ mà chúng ta đặt mỏ than nhưng mà cái xe tải của mình ấy mình không biết là đi đâu mất rồi có thể nó đã quá buồn phiền nó quá cô đơn khi mà mình không lên online thường xuyên là nó chạy bắt đầu đi tìm cái con cái rồi nói cái con cái thì mốc đang gào được các bạn ạ mốc lớn rồi mèo mốc lớn rồi nó muốn có con đực rồi nó muốn có chồng rồi đêm nào ngoa ngao ngao mình chả biết phải làm gì nữa mình không biết phải làm gì đi thiến nó nhầm đi chia sản nó thì hơi tội nhưng mà để nó, nó ngao ngao mỗi tối thì cũng kinh mình mới biết để làm gì nữa thôi rồi đi tiếp có thể lâu lâu trong cái uh, lúc mà mình quay video ấy các bạn sẽ được nghe tiếng mốc ngao ngao cả được giờ thì khi chúng ta đã ở đây rồi ấy, việc của mình cần làm đó là mình sẽ cần phải chạy một cái băng tải từ đây suốt đến tận nhà mình là tít bằng kia và có thể nói là đây là một cái việc rất khó khăn Nhưng mà trước tiên ý Mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải làm một cái máy tạo năng lượng ở đây đã Nhưng mà thế này này các bạn ạ Các bạn nghe tiếng múc kêu không? Thì đầu tiên này Chúng ta sẽ cần phải làm một cái máy tạo năng lượng ở đây Nhưng mà mình đang nghĩ là Mình đang nghĩ là nếu mà mình sử dụng cái máy đào than đấy thì có lẽ vẫn chưa hiệu quả lắm tại vì cơ bản ấy đó là cái máy đào than nó tạo ra quá là nhiều năng lượng nên là mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái máy chạy bằng nhiên liệu lá cây đi thì sẽ hợp lý hơn ok thì chắc là làm thêm cái máy nổ nữa đây đây power biomass đây cái này đi tại vì tạm thời là dùng cái này đã nếu mà dùng cái than thì không hiệu quả lắm cái than nó cũng rất cao quá mà ok thì cái này đơn giản thôi chúng ta sẽ dùng cái này để để, để tạo năng lượng cho nó bằng cách đó là cứ cho cái biomass rồi cũng như là những cái uh, nhiên liệu vào ấy là nó sẽ tự chạy mà và như vậy là được rồi đấy mình có thể là dùng cái craft bench đây để mình có thể tạo lên cái biomass bằng tay không thôi tại vì cơ bản là thế này, các bạn ạ nếu mà chúng ta lắp đặt một cái dây chuyền để tự động sản xuất biomass đấy nó không phải là cái tối ưu cho lắm vì nó tốn quá nhiều thời gian ấy và thời gian đấy mình hoàn toàn có thể làm việc khác với lại cái máy nổ này nếu mà chỉ chạy nguyên cái máy đào cái máy khoan ấy thì thực ra ấy nó có thể hoạt động rất là lâu luôn nên là mình nghĩ là không cần thiết phải làm hẳn một dây chuyền tự động sản xuất lá cây rồi các kiểu chỉ để chạy một cái máy khoan này nên là nghe yeah, có lẽ là mình làm như vậy thôi cho nó thoải mái nhẹ nhàng ok nào hãy đưa một cái dây điện vào đây đó tại vì chạy nguyên này thôi mà yeah. <laughs> và bây giờ cái này sẽ bắt đầu đào than bây giờ hãy bắt đầu đưa băng chuyền từ đấy và đưa về nhà mình <laughs> một công việc dài hơi và mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn phải làm nên là bây giờ hãy bắt tay vào làm và khi nào gần đến nơi thì mình sẽ quay trở lại để tiết kiệm thời gian các bạn nhá Như vậy là sau khoảng 7, 7, 49 ngày luyện đan, luyện kim Thì cuối cùng mình cũng đã đưa được cái băng truyền trở than về đến nơi các bạn phải biết là nó rất xa xa vãi cả linh hồn xa tít mù tóc, xa dã man tàn bạo xa như cách đi tìm đường cứu nước vậy nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã về đây và bây giờ chúng ta có thể xây dựng một cái máy phát điện bằng than rồi các bạn ạ. Yes. Và bây giờ hãy xây một cái máy phát điện bằng than. Và hãy truyền chỗ than này vào cho nó đúng vị trí của nó. Yeah. <laughs> Đây rồi. Và bây giờ cái máy này sẽ có điện. <laughs> và bây giờ hãy nối cái điện từ cái máy này ra đến khắp mọi nơi trên khu vực này đến nhiều dây điện khác nhau tại vì này, cái công suất của cái máy này này nó là 40MW cơ tức là nó cấp đôi tất cả cái máy phát điện bằng cái loại à, nhiên liệu bằng lá cây hay là gỗ này <laughs> và với công suất gấp đôi tức là nó có thể chạy được lượng máy gấp đôi đấy là còn chưa tăng áp nó lên nhá và bây giờ này chúng ta hãy cùng làm những cột điện và bắt đầu nối năng lượng của nó ra và khi mà nó có năng lượng đầy đủ và tử tế rồi thì chúng ta không lo cái việc đó là cứ phải đi kiếm lá cây rồi mang về đấy hoàn toàn có thể sử dụng cái năng lượng này và lắp đến khắp mọi nơi bây giờ thì bỏ qua hết những cái việc là kiếm lá cây rồi mang về rồi tạo nên những cái nhiên liệu rồi từ cái nhiên liệu đấy lại cần phải cho vào từng cái thùng này từng cái thùng này lại cần phải cho vào từng cái thùng khác <laughs> không còn thế nữa không còn thế nữa chúng ta đã có thể bắt đầu thay đổi và lắp đặt những cái uh, dây điện này vào những cái máy khác rồi các bạn ạ mình nhầm một chút đó là cái máy này công suất của nó lên đến 50 MW cơ Và sau khi nối điện thì một mình cái máy này thôi Nó đủ thay thế ba cái máy phát điện khác của mình Và các bạn nhìn này, cái đường dây điện của nó này Lằng nhằng thật đấy, nhưng mà các bạn thấy không Mình bỏ qua một đúng những cái máy phát điện ở đây Và chỉ một mình cái máy này thôi một mình cái máy chạy bằng than thôi Nó chạy cho hầu hết tất cả các loại máy ở chỗ này Và mình hiện tại này Chỉ dùng có đúng hai cái máy tạo lượng Bằng gỗ bằng lá cây và như vậy là chúng ta đào than cái vĩnh cửu và tạo ra một nguồn năng lượng vĩnh cửu cũng như là tự động hóa mọi thứ về năng lượng. Nhưng mà các bạn ạ, à, đây mới chỉ là một cái máy thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm hai cái máy? Chúng ta có thể làm hai cái máy mà, đúng không? Tại sao chúng ta không làm? Đúng không? Làm hai cái máy và bây giờ này, chúng ta sẽ phân chia cái than này ra. Đó, chúng ta không để một cái than nữa, không để một đâu mà hãy phân chia nó ra làm hai cục than khác nhau. Đấy, bây giờ hãy lấy cái splitter ra. Đấy, hãy chia nó ra đặt nó đây. Rồi, và chia than này ra làm hai đường khác nhau. À yeah 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 yeah. Đặt vào đây này, một cái đặt vào đây, một cái chia sang đây. Và một cái để chạy thẳng vào giữa. <laughs> yes, và bây giờ không những một cái máy phát điện của mình nó có than, có nhiên liệu mà cả hai cái và một cái tạo ra công suất đã đủ chạy cho gần hết tất cả các máy ở trong này rồi thì các bạn hãy thử tưởng tượng xem hai cái nó sẽ còn kinh khủng như thế nào bây giờ mình đã tự động hóa hoàn toàn tất cả những thứ liên quan à năng lượng ở cái nhà máy của mình rồi và đây có thể nói là một cột mốc cực kỳ lớn trong tất cả những việc chúng ta từ trước đến giờ đã từng làm các bạn ạ tự động hóa được mọi thứ các bạn ạ vậy là với ba cái nhà máy tạo nhiên liệu bằng than hay còn gọi là nhiệt điện tích hợp chúng ta sản xuất ra công suất tổng là 150 MW đủ để chạy tất cả các loại máy trên cái nhà máy của mình tất cả các loại máy mà vẫn còn thừa ra tầm 50 MW tại vì là mình chưa thấy nó đạt quá 110 MW bao giờ chưa lần nào thì nó đạt có 110 MW 101 là cao nhất nên mình vẫn còn thừa 49 MW nữa đủ để chạy thêm một đống máy móc nữa mà không cần phải động tay gì nhiều và như vậy là chính thức kể từ giây phút này Chúng ta bước sang một trang sử mới Mọi thứ liên quan năng lượng của chúng ta đã được tự động hóa hoàn toàn Và chúng ta không còn phải lo lắng bất cứ một thứ gì liên quan năng lượng nữa <laughs> Như vậy những ngày tháng chặt cây rồi nhặt lá rồi đá ông bơ Để cho vào những cái máy để tạo năng lượng Đã hết sạch rồi các bạn ạ Bây giờ chúng ta là một người tự do, tự tại và tự động hóa được mọi thứ và để kỳ những cái việc này chúng ta hãy cùng làm một lễ đó là lễ có mới nơi cũ <laughs> Chúng ta hãy ném tất cả những thứ liên quan đến nguồn năng lượng cũ đi Và không bao giờ nhìn lại nữa Nào Này thì biofuel này này thì gỗ này này thì lá này này thì biofuel gỗ lá các thể loại vứt hết đi Đâu cần gì đâu đâu cần gì nữa đâu Và đấy vứt hết <laughs> Nó trồng cầm cái hàng ở đây thì cái hàng này vãi cả linh hồn to trường ngày xưa thì cần phải đi đến từng nơi để cho nó ra từng cái máy một nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đã hết rồi mọi thứ chấm dứt rồi và cả một cái dây chuyền máy này nữa mình không còn phải động vào đây này này. đấy cả cái dây chuyền máy này đấy hồi trước cái dây chuyền máy này dùng để tự động tạo năng lượng nhưng mà thời đấy qua rồi đâu cần dây chuyền này nữa đâu đấy đâu cần nữa đâu không cần nữa bỏ hết nó đi <laughs> ok và lại tiếp tục vứt hết những cái đầu cũ đi vứt 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 này thì vứt 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 và như vậy là chúng ta chính thức là tự do rồi tự do rồi các bạn ạ <laughs> mọi thứ được hoàn thành mọi thứ được xử lý mà không cần phải động tay một tí nào ok và bây giờ hãy tiến đến mục tiêu chính của chúng ta tập này các bạn nghe không nhầm đâu tất cả nãy giờ là mục tiêu phụ rồi bây giờ mới là mục tiêu chính đây chính là lý do vì sao mình nói đó là đây là một cái công trình rất dài hơi cái tập rất là dài hơi và các bạn sẽ phải sốc để chuẩn bị tinh thần đấy ok hãy cùng bước vào cái nhiệm vụ chính rồi thì việc đầu tiên để lên được cái đời mới đó là chúng ta sẽ cần làm cái nâng cấp khá lớn nữa đó là nâng cấp ở cái tier 4 này Steel Production Đây là bản nâng cấp sản xuất thép các bạn ạ và bản nâng cấp này bao gồm những cái nguyên liệu cần thiết để mình có thể lên được cái đời mới Và cùng với các bạn này Đây có thể nói cái bản nâng cấp lớn nhất từ trước đến giờ mình thực hiện đấy Mình còn không biết là mình cần cho cái gì vào nữa À đây rồi ok rồi Hãy cùng bắt đầu phóng quả tên lửa lên Và để xem là cái cái, cái, cái quả tên lửa này mất bao lâu để quay về Ui <laughs> dồi 10 phút cơ <laughs> Ái già Các bạn biết là chúng ta phân biệt cái bản nâng cấp nhỏ với bản nâng cấp lớn ở chỗ nào không Là cái thời gian mà cái con tàu ấy nó quay trở về Ví dụ như là cái bản nâng cấp vừa nãy mà mình nâng cấp dùng để làm cái băng truyền level 2 ấy, nó chỉ mất tầm 2 3 phút thôi. Đấy là bản nâng cấp nhỏ, nhưng mà cái bản nâng cấp này là 10 phút, tức là nó rất lớn và nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và nếu mình không nhầm là bây giờ chúng ta tạo được một số cái ngôi nhà mới thì phải. Yeah. <laughs> chúng ta làm được cái miner MK2 các bạn ạ. Thì cái miner MK2 này giúp mình đào các thứ rất là nhanh, rất là gọn, rất là tròn và ngoài ra chúng ta cũng làm được thêm cái Fury này nữa à, cái lò này cái lò nung hợp kim các bạn ạ tức là nó sẽ nung hai loại kim loại khác nhau để tạo thành một loại hợp kim à, đấy là lý do vì sao người ta bảo là sản xuất thép là vì như thế vì thép là một hợp kim chứ không có cái kim loại là kim loại thép cả các bạn ạ đó nó là hợp kim rồi thì bây giờ chúng ta việc đầu tiên sẽ là cần thay thế cái máy miner MK1 Cái máy khoan MK1 đều đều đã Để ta thành cái miner MK2 để xem xem là cái sự khác bọc của nó sẽ như thế nào À ra là làm cái máy miner MK2 đấy Cái máy khoan cấp 2 đấy nó không đơn giản như mình tưởng Chúng ta sẽ phải động đến uh, thép Và thép sẽ là sự kết hợp giữa quặng sắt và than Ồ oh, như vậy tức là cái chỗ than chúng ta đưa về kia kìa chúng ta sẽ cần phải phân chia thêm một lần nữa các bạn ạ đó à, như vậy là sẽ cần có một cái hòm chứa than riêng biệt chứ là không phải đơn giản là than chỉ dùng là nguyên liệu để có thể chạy máy phát điện mà là nó còn làm nguyên liệu để còn tạo nên thép nữa mình không biết là thép là tạo từ sắt với than à bây giờ mới cái điều đấy <laughs> thôi không sao không sao ok bây giờ hãy làm thêm một cái splitter nữa đây đấy để chúng ta có thể phân chia tiếp để tạo thành một cái chỗ nữa để chúng ta có thể chứa than ok nào gắp cái này vào đây để còn tiếp tục uh, chạy năng lượng không nó hết năng lượng phết ok và làm cái hòm ở đây để chứa nguyên than thôi ok cái hòm đây storage container để để cái hòm về vào đây ok và đưa cái uh, băng truyền băng tải vào yeah, 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 đấy ok ủa à thiếu ấy thiếu, thiếu 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 nguyên liệu đây ok rồi và cái hòm này sẽ chuyên dùng chứa than Mình không lo về cái việc thiếu than lắm Tại vì có thấy này Dù là than đi khắp nơi và truyền vào tất cả cái máy này này Thì nó vẫn bị ứng động ở đây Các bạn thấy không? Nó bị ứ vào đây này Đấy và tất cả những cái máy này nó không dùng hết cái chỗ than mà mình đưa vào Nên có thể nói là cái việc mình chỉ sử dụng một cái mỏ than ấy Thừa sức để mình có thể cung cấp vừa làm nguyên liệu để tạo nên thép Vừa làm cái nhiên liệu để chạy cái máy uh, nhiệt điện này Tại vì là các bạn biết là cái máy than nó đào rất là nhanh Không như sắt, không như đồng thì than đào rất là nhanh Mà thậm chí nếu mà giả sử nó có lâu ấy Thì sau này mình vẫn hoàn toàn có thể đó là Mình nâng cấp lên cái máy khoan MK2 để mình đào than nhanh hơn Nên là không phải lo cái vấn đề đấy Rồi bên sau khi có đủ sắt và than Thì chúng ta sẽ kết hợp nó tạo thành quạng thép Và từ cái thép này này Chúng ta có thể làm được cái steel beam Là một thành phần trong cái việc xây dựng cái máy khoan lớp cấp 2 Và từ cái steel beam này chúng ta sẽ làm thành cái uh, Inkeys industrial beam OK, nó là như thế. Và bây giờ chúng ta còn thiếu một cái công cụ nếu mình không nhầm đó là thiếu cái um, cái miner, đúng là cái cái pot miner đấy. Đó là cái máy khoan con con. Yeah, yeah OK. Và nếu mình không nhầm ý thì bây giờ là mình đủ rồi. Để mình thử nhá. OK, uh, miner MK2. Yeah, mình đủ rồi. <laughs> bây giờ cái chính của mình ấy đó là lắp thế nào thôi. Uh, có lẽ là mình sẽ cần phải tháo bớt những cái uh, băng truyền ra băng tải ra và bắt đầu lắp. Yeah, lắp được rồi. <laughs> và bây giờ có thể nối cái băng tải lại như cũ eh, Băng tải MK2 Lắp lên Ồ oh, chết Không đủ để có thể làm băng tải cơ à Dã man thật Mình không đủ làm băng tải MK2 Để mình làm lại băng tải MK2 đã Rồi đã có đủ cái băng tải MK2 Và bây giờ hãy lắp nó vào đây Nếu mình không nhầm nó sẽ ở đây Ủa Cái máy khoan MK2 Ở à, đây 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 Cái máy khoan đây <laughs> okay. Máy đào đây Đây rồi Băng tải MK2 thì mới đủ sức để sử dụng cái công suất của cái máy này và bây giờ là cuối cùng tôi cần làm đó là nối dây điện <laughs> Mình còn méo nhớ nó nối vào cái, 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 cột điện nào nữa trời ơi Nó nhiều cột điện xung quanh đấy quá Đúng kiểu Việt Nam luôn Nói chung là cái công nghệ phát triển thì tương đương với việc đó là mình tiêu tốn nhiều năng lượng Và tiêu tốn nhiều năng lượng tương đương với việc đó là mình cần phải dùng nhiều Cái cột điện và nhiều cột điện Tương ứng với nhiều dây điện và nhiều dây điện thì tương ứng với Nó lại dối tung dối mù đến như những cái mạng nhện Và <laughs> <laughs> yes Ui <laughs> rồi các bạn nhìn cái tốc độ của nó này Oh god Sao nó nhanh vậy ta quê đương nhiên là nó là cấp 2 nó nhanh thật <laughs> Ok Thì bây giờ mình đã có được cái uh, máy khoan MK2 rồi Chúng ta nên bắt tay vào để nâng cấp lên cái đời tiếp theo đi Cái đời tiếp theo chúng ta sẽ cần có 50 cái motor Và 50 cái khung máy Thì thực ra cái khung máy mình đã làm được từ cái đời trước rồi nên mình không lo Cái bây giờ mình cần đó là làm 50 cái motor này đây cái motor này có vẻ khá là khó làm, chúng ta sẽ cần cả cái stayster này nữa và 50 cái. Hiện tại là các bạn nhớ không, lần trước mình đi tìm thì mình có được 10 cái rồi. Và 50 cái thì mình còn thiếu 40 cái nữa, tức là phải tốn rất là nhiều thời gian nữa để làm. Nhưng mà mình sẽ làm được. Hiện tại mình sẽ làm thủ công thôi đã tại vì là chúng ta chưa cần thiết là phải tự động hóa, nhưng mà tương lai chắc chắn là sang cái đời tiếp theo và giữa hai tập mình sẽ cần phải tự động hóa công cuộc này tại vì là chắc chắn là những thứ này, cái motor này này nó sẽ liên quan đến rất nhiều cái việc sau này của mình chắc chắn là như vậy nên là chúng ta cần phải tự động hóa giữa ai tập chúng ta sẽ tự động hóa giữa ai tập các bạn ạ ok thì bây giờ mình sẽ thủ công và mình làm từng cái motor một cho đến khi nào đủ 50 cái thì mình sẽ lên đời để xem xem khi lên cái đời mới thì mọi thứ sẽ khác bọt như thế nào nhé các bạn ạ <laughs> mình vừa nhận ra một điều đó là không phải tốn 50 cái khung sắt cộng với 50 cái motor là lên đời đâu mà là 500 cái khung sắt cộng với 150 cái motor thì mới lên đời được Có <laughs> phải hiểu là 50 với 500 Đó là một sự khác bọt hoàn toàn Nhưng mà thôi Dù sao thì mình đã hứa với các bạn đó là tập hôm nay Mình sẽ lên đời Và mình không phải là một kẻ thích thất hứa Nên là Hãy sử dụng Cái nguồn năng lượng cuối cùng của mình Và triệu hồi Nhiện thốt nốt Hãy mua áo nhiện thốt nốt để có thể lên đời được phải cùng Uống thêm thánh <laughs> Oh god chết mất Ok Rồi Thôi đấy là nguồn năng lượng cuối cùng của mình có trong ngày hôm nay rồi Chúng ta cùng lên đời thôi <laughs> Ủa nó, À nó đóng gói Và <laughs> Hãy cùng xem Chúng ta sẽ mở được đời 5 và đời 6 ngay bây giờ <cười> 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 Ủa mình nghĩ là mỗi lần cái, cái thang máy của mình nó cao lên một chút hay sao ấy Mình thật sự là mình nghĩ như vậy Cao dã man mà nó cao thế nhỉ Mình không biết là Mình không biết là khi mình nâng cấp thì nó hạ thấp xuống hay là lúc nào nó cao thế này Nhưng mà đúng lại bây giờ nó cao kinh khủng khiếp Mình có nâng cấp thêm một nữa không Mình lên cái đời nào nữa không yeah. Mình không nghĩ là mình lên được Bây giờ game còn chưa có đời tiếp theo của đời này cơ Và chúng ta hãy cùng xem thử xem Lên cái đời mới này Có những thứ gì nhá Trời ơi <laughs> Mong là những thứ gì ta cố gắng cuối cùng nó đã được hoàn trả các bạn ạ Mong là <laughs> gì man mệt thật ý <laughs> Ok cùng xem nào Ok đời 5 và đời 6 Oh boy Nào Đời 5 có cái gì đây oh. Làm nhựa à oh, Ồ chết rồi Bây giờ đến thời kỳ phá hoại môi trường các bạn ạ À dầu hỏa Làm nhựa Làm bảng mạch uh, Máy tính Xe tải Nhà máy Đời 6 có gì đây Ui, cái cả cái băng truyền băng truyền cấp 4 vãi cả linh hồn. Palo phản lực. Ô! Oh, Gamess. Các biết cái Gamess là cái gì không? Là mặt nạ chống độc các biết này. Nhìn đây này này, nhìn này nhìn này này. Biết những cái chỗ mà những chỗ kia kìa. Đây 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 đây, mình chỉ luôn cho các bạn. Mình chưa làm được nhưng mà mình háo hức muốn chỉ các bạn xem nó để làm gì nhá. Đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Đây này. Ở đây này, nó có những cái độc đứng ở đây, đấy có thấy không? Đó, lại gần sẽ mất máu rất nhanh. Chúng ta đã thử nhiều lần rồi, nhưng mà mình nghĩ, mình đây đây là mình nghĩ thôi, mình chưa đến đấy bao giờ. Mình nghĩ là mấy cái mặt nạ chống độc đấy sẽ giúp mình đó là phòng độc và có thể đi vào những khu vực như này. <laughs> nó sẽ mở ra rất là nhiều tiềm năng mới khi mình có thể đến được những chỗ này thì mình có thể tìm hiểu được bên trong nó có những thứ gì và có thể khám phá được nhiều hơn thế nữa. Yes, còn bây giờ thì có lẽ là phải tạm dừng thôi các bạn ạ à, Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại Ở video sau, nếu thích đừng quên một like cho mình Và ủng hộ mình ra những video nhé Mình dùng cờ Bye bye